Câu 2 về chứng bệnh mà con muốn trị bệnh, đừng sợ hãi bởi vì tất cả các pháp đều vô thường, bệnh cũng là một pháp vô thường, cho nên đừng sợ bất cứ một pháp gì. Ở đây con bị bệnh bị một u lành trong não bộ, và con đã mổ 2 lần để lấy ra, nhưng chỉ lấy được một phần. Cái u đã chèn ép làm con bị hỏng một bên mắt trái và ảnh hưởng bên mắt phải. Kính xin thầy giải đáp cho con, duyên nghiệp gì mà con lại bệnh trên ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con cách dùng pháp nào để đối trị bệnh này. Cái về nhân quả, trong thân chúng ta mà có mang cái bệnh gì, tất cả những bệnh gì thì đó là cũng là do nhân quả. Đời trước chúng ta đã làm một cái điều gì nó ảnh hưởng đến nhân nào thì quả nấy. Khi mà chúng ta làm một điều gì, bất cứ một cái người nào hoặc là một cái loài vật nào mà chúng ta vô tình hoặc là hữu ý, chúng ta làm ảnh hưởng đến não bộ, làm cho chúng nhức đầu, làm cho chúng đau, hoặc là bị ảnh hưởng làm cho mắt mờ, hoặc là những cái điều mà vô tình cũng như cố ý chúng ta làm đối với con vật cũng như đối với người khác, thì hiện giờ chúng ta phải trả những cái bệnh như cái bệnh khối u của con, nó đã làm cho mắt trái con bị mờ rồi, mắt phải. Như vậy con hãy sống đúng 5 giới luật của Phật, tức là 5 giới căn bản, rồi hàng ngày con tập luyện với một cái đề mục của định niệm hơi thở: an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Vì thân mình có bệnh thì mình biết là do duyên nghiệp đời trước, mình chẳng biết đời trước mình làm cái tội ác gì với con vật hoặc là với ai mà bây giờ mình phải trả những cái bệnh đó. Thì nếu mà ở trên đầu, mắt, tai, mũi, miệng thì mình cũng gây ảnh hưởng trong cái nhân quả đời trước, mình cũng tạo cho cái người nào đó hoặc là một con vật nào đó ảnh hưởng đến đầu óc của người đó hoặc là của con vật, cho nên bây giờ mình phải bị đau ở trên đầu của mình như vậy. Suy luận qua nhân quả thì chúng ta thấy nhân nào quả nấy, cho nên hiện kiếp này chúng ta chẳng sợ, bởi vì nhiều khi mình không hiểu thì mình phải tạo ra những cái nhân không lành, mà cái nhân không lành thì hiện giờ mình phải trả cái quả không tốt chứ sao. Cho nên vui vẻ chấp nhận, không vì vậy mà chúng ta sợ hãi. Và từ đây về sau chúng ta biết pháp Phật, chúng ta từng sống trong thiện pháp mà đừng sống trong ác pháp, đừng làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì chúng ta sẽ hưởng được phước báo trong tương lai. Trong tương lai tức là bắt đầu từ đây mà biết được Phật pháp thì về sau chúng ta sẽ được bình an mạnh giỏi. Trong khi đó chúng ta sống đúng 5 giới, đó là chuyển lấy thiện chuyển ác. Và chúng ta biết pháp tu tập, cho nên chúng ta chuyển nó bằng hiện tượng, chúng ta phải trả cái quả thì chúng ta chuyển nó sẽ hết bệnh. Do đó thì hiện giờ con nên ôm ngay cái pháp thân mình có bệnh, là mình phải biết ôm cái pháp để đối trị bệnh, tức là đặc tướng của mình, cái nghiệp của mình nó hiện ra cái đặc tướng là mình đang bệnh, thì do đó mình phải ôm pháp mình đẩy lui bệnh. Thì hàng ngày cứ nỗ lực tu tập, chừng nào bệnh hết mới thôi, mà bệnh còn thì cứ ôm chặt pháp mà đi tới, vì chỉ có pháp mới đối trị được bệnh chúng ta, diệt sạch hoàn toàn. Còn chúng ta đi trị bệnh bằng thuốc thang thì khi mà bệnh này hết thì bệnh khác nó tới, chứ không bao giờ nó hết vĩnh viễn. Còn một cái người mà tu tập đúng pháp thì thân chúng ta sẽ không còn bệnh, và có bệnh thì chúng ta cũng dễ dàng đổi. Và bây giờ là lúc mà rất khó, là đầu tiên vì chúng ta nhiếp tâm và an trú chưa trọn vẹn, cho nên sự đuổi bệnh cũng rất khó. Nhưng chúng ta bền chí, chúng ta sẽ tập và chúng ta sẽ nhiếp tâm và an trú. Vậy thì nhiếp tâm như thế nào? An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, đó là cái câu tác ý để đuổi bệnh, bảo cái thân chúng ta phải thanh tịnh, phải an ổn, không có bệnh tật nữa. Do đó là cái câu tác ý để đuổi bệnh. Kế đó thì chúng ta nhiếp tâm, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. Hít vô tức là mình nhiếp vô hơi thở, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, đó là hít vô thở ra. Rồi bây giờ cách thức nhiếp tâm,
Thì bây giờ chúng ta hít vô thở ra 5 hơi thở, đó là nhiếp tâm trong hơi thở. Nhưng cái câu tác ý là cái câu để đuổi bệnh, còn cái hít thở là nhiếp tâm. Mà bây giờ chúng ta ngồi lại, chúng ta nhiếp tâm một loạt mà từ 30 phút thì không bao giờ đạt được cái chất lượng nhiếp tâm. Cho nên vì vậy thân chúng ta chưa đuổi được bệnh, vì nó chưa an trú thật sự. Nhưng chúng ta mới tác ý an trú mà thôi. Do đó chúng ta bền chí tập luyện suốt thời gian nhiếp tâm trong hơi thở, và dùng câu tác ý cứ như vậy cho đến khi mà câu tác ý nó trở thành một cái lực, trở thành cái lực tâm chúng ta sẽ không còn niệm. Mà không còn niệm tức là an trú, mà nó an trú thì tức là bệnh hết, không còn bệnh. Bởi vì an tịnh thân hành, cái thân nó đã an ổn được thì nó không còn bệnh. Vì chúng ta chưa an trú được cho nên nó còn bệnh. Vì chúng ta chưa nhiếp tâm được cho nên chúng ta chưa được an trú. Các bạn hiểu không? Bây giờ nhiếp có 5 hơi thở mà nhiều khi hít vô thở ra còn một niệm vọng tưởng khởi ra thì làm sao mà chúng ta an trú được đó, mấy con nhớ kỹ. Nhưng chúng ta tập lần 5 hơi thở rồi lên 10 hơi thở, 20 hơi thở cho đến 30 phút, chúng ta chỉ tác ý một câu: an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra suốt 5 hơi thở mà không có một niệm nào hết, suốt thời gian tu 30 phút không có niệm, thì mấy con tăng lên 10 hơi thở, rồi tăng lên 20 hơi thở, rồi bắt đầu tăng lên 30 hơi thở, 100 hơi thở. Cuối cùng chúng ta không cần đếm hơi thở nữa mà chỉ biết hơi thở ra, hơi thở vô suốt 30 phút. Mà khi 30 phút mà chỉ cần biết hơi thở ra vô, đó là an tịnh thân hành, tức là nhiếp tâm được rồi. Mà hãy nhiếp tâm được thì nó an tịnh được, mà an tịnh được thì thân hết đau. Còn nhớ thì thân hết đau, đừng sợ bệnh, mà chúng ta hãy tập. Bởi vì có bệnh mà mình tập tức là mình cứu cho mình thoát khổ, mình cứu cho mình thoát khổ. Mà muốn thoát khổ thì mình phải siêng năng tập. Mình tập chỉ thời gian trong một tháng con sẽ nhiếp tâm được. Mà nhiếp tâm được thì nó sẽ an trú được. Mà nó an trú được thì bệnh con sẽ hết. Không có bệnh gì mà không hết, thầy nói thật sự. Bất cứ bệnh gì mấy con bền chỉ mấy con tập trong vòng một tháng mà nhiếp tâm được thì sẽ an trú được. Mà chính mình đang bị bệnh thì mình phải cố gắng, mình phải siêng năng, mình tập để cho được, để cho nhiếp tâm cho được. Mà khi nhiếp tâm được rồi thì nó sẽ an trú. Mà nó an trú được thì thân không bệnh. Đó là cái phương pháp của Phật như vậy. Nhiếp tâm an trú được thì mới đuổi bệnh. Mà giờ mình nhiếp tâm an trú được thì bệnh đâu còn. Nhớ cố gắng nghe lời thầy dạy, mà về cứ ôn pháp. Một ngày chúng ta tu tập, nếu mà ban ngày chúng ta bận công việc thì buổi tối và buổi khuya chúng ta dành 30 phút chúng ta tập. Mà suốt một tháng mà tập như vậy nó rất là thuần thục, nó rất là an trú được. Mà an trú được chỉ có 30 phút chứ đâu có cần nhiều. Mà 30 phút thì sẽ đuổi bệnh được. Cố gắng tu tập không? Thì thật ra thầy thương, thầy dạy để rồi tự mình cứu lấy mình, chứ không thể nào mà thầy tập cho con được, mà con phải tự cứu lấy con. Bởi vì cũng lớn tuổi rồi, phải ráng cố gắng để cứu mình, để khi mình chết thân mình không có một chút bệnh đau nào cả. Như vậy mới là hạnh phúc, mới là hạnh phúc con. Có bệnh phải cố gắng tập, đừng có để chảnh mãn. Khi đó cái bệnh nó sẽ phát nặng hơn, hoặc là cái cơ thể già nó sẽ còn có nhiều cái thứ bệnh nó đổ ra nữa. Phải ráng cố gắng con, ráng cố gắng để mà làm chủ được bệnh. Các con nên nhớ rằng cái đặc tướng của các con là đang, mấy con đang ở trong cái thân nghiệp của mấy con. Cái tướng đang ở trong thân nghiệp gọi cái đặc tướng. Cho nên cái ví dụ như mấy con đang bệnh thì mấy con phải thấy rằng cái đặc tướng của mấy con là phải dùng cái phương pháp để đối trị cái thân bệnh của mình. Đó là nó sẽ đúng với cái đặc tướng của mấy con, thì mấy con nỗ lực, mấy con sẽ tu tập, nó sẽ kết quả. Còn bây giờ một người mà ta không có bệnh mà giờ người ta cũng tập để mà cho người ta trị bệnh, để chờ được có bệnh đến, sau này có đến, thì trong khi đó người ta tập như vậy chứ nó không có đúng cái đặc tướng, cho nên nó chểnh mạng. Còn giờ mình đang sắp sửa chết rồi mình không lo mình tu thì còn ai tu cho mình. Cho nên nó là một cái đặc tướng, nó thúc bách, nó làm cho mình siêng năng, nó làm cho mình phải cố gắng hơn. Cho nên đó là cái đặc tướng, có đặc tướng. Cho nên vì vậy mà các con mạnh khỏe trong người không bệnh đau thì sẽ tu cái khác, cho nó hợp với đặc tướng của mấy con. Còn bây giờ các con đang bị bệnh đau rồi mà mấy con không tu cái pháp để đối trị bệnh, mà mấy con tu những cái pháp khác thì
nó lại không có nhắm vào cái đối tượng đau khổ, đang đau khổ trên thân của mấy con, mà mấy con tu thì nó không hợp với cái đặc tướng của mình, tức là cái nghiệp lực trên thân của chúng ta, ở trên tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên pháp Phật thì nó nhắm vào cái đặc tướng của mọi người mà nó hướng dẫn, để chúng ta năng nổ, chúng ta ráng cố gắng để mà chúng ta vượt qua những cái nghiệp báo đó, những cái khổ đau đó, để mà chúng ta trở thành được sự bình an, sự giải thoát cho chính mình.